Đây là bộ neo mùa thu nè cả nhà. Sơn ấm rê màu mùa thu ha, giả bóng ngón. Ok, mời cả nhà cùng vào coi chi tiết là em mì sơn và giả ấm rê như thế nào ha. Sơn ấm rê và giả neo, sorry cả nhà, sơn ấm rê và giả neo như thế nào. Ok các bạn, chào mừng các bạn trở lại kênh của em mì ha. Hôm nay là em mì giả bông nè các bạn ơi. Đây là bộ móng sơn keo ấm rê rồi nha. Bây giờ em mì sẽ giả 4 cái bông. Đơn giản đây, bông ba cánh cả nhà ơi. Cái này là câu khách này muốn màu theo mùa thu ha. Nên cái màu sơ như cái màu dẻ nó cũng đều là màu mùa thu, nó không có nổi bật ha. You want that finger too? Sure. Yeah. Dạ, em này sẽ vẽ cái ngón bên đây là một cái bông khác. Mì làm neo thì thích giả lắm cả nhà. Thường khách của em mì thì đa số những khách nào cũng đều rất là thích giả. Khách bác có mì please. Giờ em mì sẽ giả bên đây nữa ha. Đây là bông đối nha cả nhà. Mày vẽ bên kia với bên đây hai cái nó đều đối xứng nhau. Bạn biết không, khi mình vẽ con ven á thì mình vẽ thường một chiều à. Nay mày vẽ quen rồi, hồi nãy vậy mày vẽ cho khách hai chiều không à. Bây giờ mà em mì có vẽ một chiều mấy cô khách cũng bắt liền rồi đó nhà, nhầm khi quên á. Đó là em mì đã vẽ xong 4 cái bông. Bây giờ em mì sẽ đi những đường chi tiết nhỏ nè để làm nổi bật lên cái bông của mình ha. Dễ rất là chậm, từ từ thôi. Khi mà mình vẽ các bạn biết mình đi đường nét cọ, nó càng nhỏ nó càng sắc thì nó càng đẹp ha. Xăm những cái đường lai đen bên ngoài rồi đó. Bây giờ em mình sẽ đi những cái râu nhỏ nè. Râu nhỏ này tùy theo thôi, cả nhà mình muốn đi sao cũng được cho nó thấy nó đẹp thôi, chứ mình không nhất quyết là phải nó có đi theo cái công thức hay là cái gì nha. Như mình vẽ theo ý của mình thôi. Để mình sẽ đi những cái chấm đen nè, chấm trắng rồi chứ.
cho nó nổi lên. Đó, lại mình đã xong một ngón ha. Cái khoảng giữa kia một lát em mình sẽ bỏ cái diamond cho cô khách hàng này. Đây là em mình đi cái bông thứ hai ha. Bông thứ hai này em mình vẽ bên hông đây. Bông này giờ mình cũng đi cái đường đen ở ngoài nè cả nhà. Tại em mình muốn đi cái đường đen ngoài cho nó nổi, để thật sự mình muốn vẽ cái bông không cũng được, mình không cần đi cái đường đen ngoài nữa cho nó mất thời gian nha cả nhà. Đơn giản. Đó, ai mày đã xong hai cái bông này. Nét em. Và cái bông bên đây thì em mày cũng làm giống vậy thôi ha. Bạn biết không, bây giờ nó chỗ dùng Amy làm nè, khách hàng người ta rất là ưa chuộng màu treo mà sơn gấm rê ha. Đi luôn cái bông bên đây nữa cho nó xong rồi mình mới chấm những cái hạt bi nhỏ nhỏ nha cả nhà. Can I see the other hand? Mình làm lại con cái chấm bi ở kia mình đi sao cho nó giống đó cả nhà. Ok, phân bác for me please. Yes. Ok, bây giờ tới cái sau lại mình sẽ bỏ cái diamond nè cả nhà. Cái cách này thì thích hồng son ha. Đẹp ghê chưa cả nhà.
này. Hai hộp sòn này là 2 cara đó nha cả nhà. Thấy chiếu lấp lánh luôn không? Đây, đó là hai bàn tay này đó, mình đã bỏ 3 cara đây mình lên rồi đó. Ok các bạn, bây giờ nè em mì bỏ một chút xíu glue nail ha, tại vì em mì bỏ cái đây mình lên đây nó cũng đã dính rồi, một lát mình bỏ thấp khấu nữa. Nhưng mà em mì muốn kỹ nên mình bỏ cái nail glue mình hơi cho khô xong rồi mình mới bỏ cái thớp khấu lên cho cái đây mình nó dính được lâu cho khách hàng đó các bạn. Ok các bạn, bây giờ là em mì đã xong bộ nail nè. Sơn màu treo ấm rê màu thu và giả mấy ngón màu thu luôn ha, bông màu thu luôn. Nên cái màu giả rất là đậm nè cả nhà thấy không? Nè. Em mì xin tạm dừng video tại đây nha. Em mì chào tạm biệt cả nhà.